Chào các em, trong video ngày hôm nay thì thầy tiếp tục quay phần thứ hai, phần nguyên hàm tích phân. Trong video này thì thầy sẽ sử dụng cái phương pháp vi phân mà đưa về cái nguyên hàm của hàm hợp, sử dụng cái bảng nguyên hàm hàm hợp để ta tính được nguyên hàm của số. Thì đây là cái bảng nguyên hàm hàm hợp. Về cơ bản thì nó giống nguyên hàm hàm số, chỉ thay x bằng u thôi. Là nhìn này, nguyên hàm của dx thì bằng x cộng c, thì bên này nguyên hàm của du bằng u cộng c. Ở đây u là một hàm của x, u hàm của x. Chúng ta nhìn này, toàn như vậy thôi. Tuy nhiên là chúng ta thấy là đã u thì nó phải là du. Để muốn có du ấy thì chúng ta phải sử dụng cái vi phân. Cái đi vi phân này trước năm trước là năm lớp 11 thì chúng ta sẽ có cái hàm, tức là vi phân của một hàm số, tức là dy thì bằng y phẩy dx đó. Thì đến cái chương này thì chúng ta sẽ sử dụng là cái y phẩy dx này chuyển về dy đấy. Và bài này thì chúng ta sẽ sử dụng là u phẩy du là dx bằng du đó, chúng ta sẽ làm ngược. Cái ví dụ như là chúng ta có d của sin x thì bằng sin x phẩy thì bằng cos x dx. Như vậy trong cái chương này chúng ta sẽ phải làm sao nhìn thấy là cái thằng cos x dx này sẽ bằng d của sin x. Chúng ta lưu ý như vậy. Thì đây là sử dụng vi phân, hay người ta gọi là vi phân ngược đấy, vi phân ngược lại. Từ đây sang đây gọi là vi phân ngược. Thế thì chúng ta sẽ có một số cái vi phân ngược quen thuộc để ta dùng cho cái phần này. Ví dụ thầy sẽ liệt kê, tức là những cái hàm đạo hàm của những, hay là vi phân của những cái hàm cơ bản ấy. Chúng ta thấy này, ví dụ như đơn giản nhất là chúng ta sẽ có thằng cos x dx thì bằng d của sin x. Và mở rộng một chút là cos của ax dx thì bằng 1 phần a d của sin ax đó. Chúng ta thấy có hệ số a thì chúng ta sẽ chia cho a rồi, hoặc là chúng ta có sin x dx thì bằng đạo hàm cái gì ra sin, đạo hàm cos thì ra trừ sin. Về đây sin x dx chắc chắn là trừ cos rồi, trừ d của cos x. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ có cái thằng sin của ax dx thì bằng trừ 1 trên a d của cos ấy rồi. Tiếp tục nữa ta có là dx chia cho cos bình x thì bằng gì. Chúng ta thấy đạo hàm của tan thì bằng 1 trên cos bình, do đó chúng ta sẽ là đều d của tan x. Và tương tự chúng ta thấy là dx chia cho cos bình của ax thì bằng 1 trên a d của tan ax. Đấy, ra đạo hàm ngược lại và nhân với a thì nó sẽ ra này, đúng không? Nên ta dùng vi phân ngược. Cái phần vi phân ngược này nếu chúng ta làm tốt thì cái phần sau này chúng ta phần đổi biến ấy, chúng ta làm rất là đơn giản thôi, nhìn nhận ngay là chúng ta phải đặt t bằng cái gì. Tiếp tục này, dx chia cho sin bình x thì bằng gì. Dx trên sin bình x thì bằng chúng ta đạo hàm cái gì ra 1 trên sin bình, trừ cotang đúng không, hay là cotang đạo hàm ra thì là bằng trừ 1 sin bình. Vậy chúng ta có dấu trừ trước, trừ d của cotang x, d cotang x. Và cũng tương tự như vậy là dx chia cho sin bình của ax thì bằng 1 trên a trừ, xin lỗi, trừ 1 trên a d của cotang ax rồi. Thế đây là liên quan hàm lượng giác. Tiếp tục sang cái hàm mũ. Hàm mũ thì chúng ta thấy là e mũ x dx thì đương nhiên là bằng d của e mũ x rồi, vì đạo hàm của e mũ x chính là bằng e mũ x.
Đó. Hoặc là A mũ x dx chính là bằng gì? Bằng bằng gì đây? Bằng 1 trên dpa. D của gì? À, A mũ x. Đó, chúng ta muốn chuyển về vi phân nó chính như này. Thấy chưa? Hoặc là dx chia cho x thì bằng D của Lepe trị tuyệt đối của x. Đó. Đã đạo hàm thằng này ra thì nó bằng 1 trên x dx. Chúng ta lưu ý như vậy. Một số hàm đa thức thì chúng ta chú ý này, cái quan trọng nhất mà chúng ta hay dùng đó chính là dx. Dx thì chúng ta biến vào như nào? Bằng 1 trên a d của ax, hoặc cũng bằng 1 trên a d của gì? Ax cộng với b. Đó. À. Dx thì bằng 1 trên a d của ax, hoặc là 1 trên a d của ax cộng b. À, tất cả đây a này, những cái thằng này là hằng số nhé. Đây hằng số đây, a là hằng số, được chưa? Đấy. Hoặc là chúng ta có một cái những cái quen thuộc đó, x dx chẳng hạn. Cái đạo hàm gì ra x? Tức là 1 phần 2 x bình, thì đạo hàm x bình ấy, thì ra là 2x, vậy thì x dx chính là 1 phần 2 d của x bình. Đó, d x bình. Hoặc là cũng bằng 1 phần 2 d của gì? X bình cộng với hằng số a nào đó. Đó, a là hằng số. Thì đây là một số cái vi phân mà thường gặp để chúng ta sẽ áp dụng làm bài tập. À, nếu các bạn mà các em mà làm cái bài tập ấy mà sử dụng cái thằng này được tốt ấy, chúng ta sử dụng cái phần mặt vi phân tốt, tư duy mà vi phân tốt, thì chúng ta sử dụng cái nguyên hàm của hàm hợp này, chúng ta sẽ làm bài tập rất là nhanh thôi. Ok rồi, thì chúng ta sẽ áp dụng cái này để chúng ta làm bài tập. Đấy, áp dụng làm bài tập như sau này. À, bài tập hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn làm chúng ta có 12 ý, thì chúng ta rất là đơn giản thôi, làm rất là nhanh đúng không, và áp dụng cái gì thì thầy sẽ viết luôn cái công thức để chúng ta nhớ và chúng ta dễ theo dõi. Thì chúng ta bắt đầu từ ý A. Ý A này, ý A này là ý dễ nhất này. Ý A. Đây, nguyên hàm của E mũ 3x cộng 1 dx. Chúng ta đây áp dụng công thức là E mũ u du thì phải bằng E mũ u cộng c. Tuy nhiên ở đây là E mũ 3x nhưng dx, tức là chỗ này là u này. 3x cộng 1 nó là u, nhưng đây lại là dx, nhưng phải du cơ. À, muốn vậy thì ta sẽ áp dụng cái công thức là dx thì bằng 1 trên a d của ax cộng b. Đấy, ta chuyển về cái thằng này. Vậy thì 1 trên a thì bằng 3, vậy ta được là 1 phần 3 ra ngoài. À, nguyên hàm của e mũ 3x cộng 1 d của gì? 3x cộng 1. Thì đây ta đúng dạng rồi, e mũ du thì chính là bằng e mũ, tức là 1 phần 3. E mũ là tức là 3x cộng 1 cộng c. Đấy, rất là đơn giản. Ở cái bài này thì có một số thầy cô sẽ dạy phương pháp đổi biến số. À, tuy nhiên thì cái này đổi biến số nó rất là đơn giản thôi. Cái này ta có thể đặt gì? Đặt 3x cộng 1 bằng t, chúng ta đổi biến, chúng ta đặt rồi chúng ta lại quay lại. Thì thực ra cái này nó dễ, nhưng ta đặt như thế nó mất thời gian. Đúng nhỉ? Tuy nhiên đặt có thể nói dễ hiểu đối với một số bạn. À, nhưng mà làm cái cách này thì cho chúng ta một cái tư duy rất là tốt trong trường hợp mà chúng ta làm những bài nó phức tạp, chúng ta khó nhìn cái việc mà đặt ẩn số, thì chúng ta sẽ có cái tư duy này, ta biết là đặt cái gì. À, phương pháp đặt ẩn phụ, nếu chúng ta mà biết cái tư duy về về vi phân này thì chúng ta sẽ đặt là biết là đặt được ngay đúng không? À, ta lưu ý như vậy. Sang ý B. B. Nguyên hàm của e mũ x nhân với e mũ x trừ 1 dx. Cái này thì người ta gì? Ta nhân tung ra thôi, dễ mà, đúng không? Nhân tung ra e mũ x nhân e mũ x là e mũ 2x. Rồi tách luôn e mũ 2x dx. Trừ đi e mũ x nhân với trừ 1, nó thành trừ đúng không? Trừ e mũ x dx.
trừ đi e mũ x dx và bằng cái này dễ rồi, bằng gì đây? À, chúng ta sẽ có e mũ x thì đây cũng vẫn là em u, ngoài x ra chúng ta coi là u hết, chúng ta lưu ý như vậy nhé, ngoài x coi là u hết, và em u thì phải là du, muốn có d của hãy thì chúng ta lại áp dụng công thức đây, và đây còn một công thức nữa, đó là 1 trên a d của ax đây, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ làm bằng 1 phần 2 đó, em mũ 2x d 2x rồi, phải trừ đi em mũ x dx. À, đến đây thì ngon lành rồi đúng không? Em u du đây 1 phần 2. Em u du chính là em u. Đây, công thức em u đây. Thế còn em u x dx thì cũng là em u x thôi. Em u x. Rồi cộng c. Đấy, rất là đơn giản thôi. Chúng ta làm như vậy thế nào. Ok. Sang IC. Đó, IC. IC này. À, 2x cộng 1 mũ 20 12 dx. Đó. Thế thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nào? Chúng ta sẽ áp dụng cái công thức là u mũ alpha du thì bằng 1 trên alpha cộng 1 u mũ alpha cộng 1 cộng c. Thế thì đây là u này, đây là u này, ngoài x ra thì nó là u hết. Ví dụ x mũ 20 12 dx thì nó là x mũ alpha dx. Nhưng mà 2x cộng 1 mũ 20 12 thì đây chính là u mũ alpha nhưng lại là dx. Vì vậy cũng vậy thôi, chúng ta phải chuyển cái thằng dx này về d của 2x cộng 1. Để muốn d của 2x cộng 1 thì chúng ta áp dụng công thức này. Đúng không? Thì bằng 1 phần A, 1 phần A tức là 1 phần 2 của cái thằng 2x cộng 1 mũ 20 12 d của 2x cộng 1 rồi. Thế chúng ta thấy là đây là có phải u mũ n du không? Đấy, u mũ n du. U mũ n du thì chúng ta có công thức rồi, 1 trên 2 đây, u mũ alpha đây hay là u mũ n đây, u mũ alpha hay u n được nhá. U mũ alpha du à, thầy hay vẫn là u mũ n du thì có phải là u mũ n du thì bằng u mũ n cộng 1 chia cho n cộng 1 không? Vậy thì bằng 20 10, à hai nói là 2x cộng 1, à cộng 1 thằng này nó tức là 20 13 chia cho 2013 cộng c, đưa ra khỏi cái nguyên hàm này thì chúng ta phải cộng c. À, và thích làm đẹp, chúng ta sẽ làm đẹp bằng nhân ra thôi. 12 là sẽ còn 1 phần 6, đây là 6, 2, 3 là 6, 2, 1 là 2, 0 là 0, 2 là 4, đó, 4, 0, 2, 6, 2x cộng 1 mũ 2013. Rồi, ok. Cộng với C. Đấy, kết quả là như vậy. Được chưa? Ok. Đấy, rất là dễ thôi. Xong. Ta sang ý D. D. Ý D. Ý D này thì chúng ta sẽ có là x dx chia cho x dx chia cho 1 cộng với x bình. Thì vừa rồi thầy có giới thiệu cái công thức là x dx thì bằng 1 phần 2 d của x bình cộng với a. Trong trường hợp này a này cho là 1, sau đó bằng gì? 1 phần 2 d của x bình cộng 1. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bằng là 1 phần 2 d của x bình cộng 1 chia cho x bình cộng 1. Để d của x bình cộng 1 nhé. Chứ không phải d nhân x bình cộng 1, thì các bạn nào triệt tiêu x bình cộng 1 với x bình cộng 1 hết. Thế còn d, nguyên hàm của d thì chả biết là cái gì đúng không? À, nhiều bạn làm thế thì sao?
À, ta DU trên U, DU trên U. À, nguyên hàm của DU trên U thì bằng gì? À, ta muốn biết, thế là ta biết nguyên hàm của DX. Chị thấy chưa? Nguyên hàm DX trên X thì bằng DP chỉ tuyệt đối của X cộng C. Thì nguyên hàm của DU trên U cũng thế thôi. DP chỉ tuyệt đối của U cộng C. À, chúng ta cứ thay X bằng U thì nó giống hệt dạng nhau. À, vậy bằng 1 phần 2. Lepe trị tuyệt đối của U trong trường hợp trị tuyệt đối của x bình cộng 1, mà x bình cộng 1 thì luôn dương đúng không, thì nó ta không cần trị tuyệt đối nữa, là x bình cộng 1 không cần trị đối nữa đúng không, x bình cộng 1 luôn dương rồi bỏ trị đối đi. Còn nếu bạn nào chỗ này mà không luôn dương thì chúng ta phải có trị đối đó, cộng C. Đấy, ok, rất là đơn giản thôi. Đấy, nó quá là dễ dàng nhẹ nhàng đúng không, dạng này nếu chúng ta biết làm thì nó không có gì ghê gớm cả. Ok rồi. À, tiếp tục ta sang IE. X bình 1 cộng với x bình dx. Ở đây là cái hàm phân thức. Hàm phân thức này, à xin lỗi, x mũ 3. X mũ 3 trên 1 cộng x bình. Hàm phân thức này này, hàm phân thức này nó lại chưa tối giản, chúng ta chưa tối giản. Sau đó chúng ta phải chia để gì? Tối giản. Chúng ta sẽ chia x mũ 3. Chia cho gì? X bình cộng 1. Đó. Thì chia thôi, x mũ 3 chia x bình thì còn còn x nhân ngược lại x mũ 3 cộng với x trên trừ dưới hết. Không trừ x còn trừ x, đấy dư đây, dư đây, tức là chúng ta sẽ có thằng này, vậy thì ta chia thì sẽ bằng là gì? Vậy từ đây chúng ta sẽ có là x mũ 3 chia cho x bình cộng 1 ấy thì bằng x dư x dư trừ x, trừ x trên x bình cộng 1. Đó. Bài này rất là dễ rồi, bằng là x trừ đi x chia cho 1 cộng x bình, x bình cộng 1. Thế rồi này tách ra thôi, bằng x dx trừ đi x chia cho x bình cộng 1 dx. Rồi, ok. Thế cái này thì dễ rồi, cái này chính là gì? Là x bình trên 2 đúng không? X bình áp dụng công thức x mũ n dx. X mũ n dx chính là bằng x mũ n cộng 1 chia cho n cộng 1 cộng c. Thì x thì là mũ 1 rồi thì bằng x mũ 2 trên 2 trừ đi, à cái thằng này vừa làm ở ý ID rồi, vừa làm ID rồi thì mình làm luôn, chính là bằng 1 phần 2 EP trị tuyệt đối thì chính là x bình đấy cộng 1 cộng C. Đấy, thằng này thì làm tắt luôn nhá, cái này chính là ID của chúng ta đây, ID của chúng ta đây. Ok, là ID được chưa, rất là đơn giản đúng không. Tiếp tục ta sang IF. À, IF này chúng ta sẽ có là E mũ X. Sin của E mũ X, chính xác là phải viết này, E mũ X. Đó, sin của E mũ X D. Thì đây chúng ta áp dụng công thức sin U, DU đúng không? Thế phải D của gì? E mũ X thì rất may là E mũ X DX chính là bằng D của gì? E mũ X này kết hợp với DX thằng này thì chính là bằng D của E mũ X. Ô thế quá là đơn giản rồi. Là sin E mũ X D của em mũi đó thì sin u du hay là sin x dx, nếu bạn nào không biết thì nhớ phải sin x dx đã, sin x dx đã, sin x dx thì chúng ta áp dụng công thức sin x dx trước đúng không, sin x bằng trừ gì, đạo hàm của ra sin thì ra trừ cos đúng không, đạo đạo hàm của cos thì ra trừ sin, nó này ngược lại nguyên hàm của sin ra trừ cos, thì vừa nói lẫn đúng không, hàm cos thì ra trừ sin đó. À, thì chúng ta sẽ có trừ cos, à, nguyên hàm của sin thì ra trừ cos. Vậy thì nguyên hàm của sin u du thì bằng trừ
trừ cos u thôi cộng c thôi. Thế thì đằng này chính là bằng gì? Trừ cos của em mũ x cộng c. Ôi, hóa là đơn giản đúng không? Đấy. Sang ý g. Ồ, ý g nhìn thấy cũng không có gì khó khăn cả, tương tự thôi. Ý g em mũ sin x nhân với cos x dx. Nhìn thì dễ dàng quá rồi. Đây là em u thì phải là du. Vậy rất may là cos x dx chính là d của gì? D của sin x. Cos x dx như vừa rồi chính là d của sin x đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa luôn cái thằng cos x dx này vào d của sin x, chúng ta nhớ đấy. Đấy, đưa vi phân mà. À, sẽ bằng gì? Em mũ sin x nhân d của sin x. Đó. Chúng ta cứ nhớ là cos x dx thì có cos nhân với x thì sẽ d của cái thằng hàm sin, sin với cos là hai thằng ngược nhận lại đúng không? Sin thì d, sin x dx thì sẽ liên quan d của cos, còn liên quan dấu, có dấu trừ thôi. Chúng ta để ý thằng một thằng có dấu trừ, một thằng không có dấu trừ. Đấy. Em áp dụng công thức là em u du đúng không? Em u du thì giống em u x dx. Em u du thì bằng em u cộng c, còn em u x dx thì bằng em u x cộng c. Nên nó bằng gì? Bằng em mũ sin x, u là sin x mà, cộng c. Đấy, thế là xong rồi. Ồ, quá là đơn giản đúng không? Tiếp tục sang ý gì? À, sang ý h. Sang ý h, à, ý h đây. Sang ý h. Đấy. Ý h là nguyên hàm của tan x. Đấy. Tan thì bằng gì? À, tan thì bằng sin x chia cho cos x dx. Đó. Chúng ta nhìn hình ảnh này, sin x dx chính liên quan đến d của cos x. Do đó chúng ta sẽ liên quan được là du trên u đúng không? Nhưng sin x dx chính là bằng trừ d của cos, được chưa nhỉ? Bởi vì đã hàm cos thì ra trừ sin đúng không? Nên thằng này sẽ bằng là gì? Bằng trừ, trừ ra ngoài luôn. D của cos x chia cho cos x. Đó. Thế thì chúng ta có là du trên u đúng không? Du trên u nó biết rồi, giống như dx trên x thôi, nguyên hàm du trên u hay nguyên hàm của dx trên x. Đấy, là giống nhau. Đấy, nguyên hàm d dx trên x chính bằng Lepe trị tuyệt đối của x đúng không? Thì đây chính là bằng trừ Lepe trị tuyệt đối của u. U chính là bằng bằng cos x đây. Cos x. Đấy, cộng c. Đó, ok, xong, rất là đơn giản, nhàn đúng không? Bình thường đây chúng ta sẽ đặt t, nhiều thầy cô sẽ đặt t bằng cos x xong mà vi phân hai vế, thì nó sẽ liên quan đây. Nhưng chúng ta làm vi phân trước, làm rất là nhanh. Bởi thực ra cái này nó dễ dàng nhưng mà không có gì khó khăn lắm đâu, đúng không? Ta làm quen cái này sau ta làm về phần đổi biến nó rất là nhàn. Tiếp tục ta sang ý y. Y y thì nhìn này cũng dễ rồi đúng không? Y y này sin x trên cos mũ 5x. À, chúng ta sin x chia cho cos mũ 5x dx. Yeah. Bằng chúng ta dưới mẫu là cos mũ 5x mà chúng ta có sin x dx thì chúng ta nhớ liên quan đến đến d của cos đúng không? Liên quan d của cos. Vì vậy là chúng ta sẽ có là chúng ta biết là sin x dx chính là trừ d của cos. Vậy vậy chúng trừ trước, trừ d cos x chia cho gì? À, cos mũ 5x. Rồi. Đây nếu như chúng ta nhìn mà nó tới tính phức tạp quá. Nhìn phức tạp quá thì chúng ta tưởng tượng như đặt cái cos x bằng u đi. À, tưởng tượng nhé, chúng ta trừ này, mình tưởng tượng ra coi như mình làm ra nháp đây đúng không? Là du chia cho u mấy? U mũ 5, được chưa? Đấy. Đã tưởng tượng làm như vậy đúng không? Rồi, ok, thế thì chúng ta sẽ biến đổi này, u mũ 5 thì chuyển lên trên này là u mũ trừ 5 đúng không? Bằng trừ trừ u mũ trừ 5 du. Đó. Thì đây là chính là u mũ n đây thì bằng gì? Bằng
trừ này, u mũ trừ 5 cộng 1 chia cho trừ 5 cộng 1 cộng c đó, thì trừ 5 cộng 1 là trừ 4 này. Chia đâu, đã cổ bằng này, à đây là u mũ trừ 4 chia trừ 4, trừ 4 trừ trừ cộng nên sẽ như 1 phần 4 u mũ trừ 4 cộng c. U mũ trừ 4 thì ta đưa xuống dưới mẫu thôi, bằng 1 phần 4 u mũ 4 cộng c, và trả lại tên cho em, ta sẽ được là 1 phần 4 cốt mũ 4 x cộng c đó, là hình dung như vậy. Ok, rất là dễ thôi. Rồi chúng ta sẽ có ý á, ý k, ý k này, k giờ ok, nguyên hàm của cos 2x chia cho sin x cos x dx. Nguyên hàm lượng giác thì các bạn phải biết được công thức lượng giác. Nếu như chúng ta không biết công thức lượng giác thì chúng ta sẽ rất là khó khăn trong việc là tính nguyên hàm của hàm lượng giác. Hàm lượng giác, công thức lượng giác chúng ta phải biết. Ta có sin x nhân sin 2x chính bằng 2 sin x cos x, do đó ta nhân cả từ cả mẫu với 2 này. Nhân cả với 2 này, 2 cos 2x chia cho 2 sin x cos x dx. Rồi. Rồi bằng này, 2 cốt của 2x dx chia cho, thằng này chính là sin 2x này. Được chưa? Rồi, ok. Thế vừa rồi chúng ta có cái công thức mà liên quan đến cái vi phân là cốt của ax dx thì bằng 1 trên mấy? 1 phần a d của sin ấy, đúng nhỉ? Đó, ta nhớ cái phần đầu video thầy đã có hướng dẫn chỗ đấy rồi, nên đây thôi, bằng thôi, à 1 phần 2, 2 hết, 2 hết đúng không, cốt thấy đấy, à, chia 2, tức là cái chỗ này chia 2 thì hết 2 đúng không? 1 phần 1 phần a tức là 1 phần 2 mà, thì ta sẽ có luôn là bằng d của sin 2x chia cho sin 2x. OD của sin x chia cho sin 2x chính là gì? DU trên U, DU trên U chính là bằng DU trên U chính bằng DP trị tuyệt đối U, tức là trị tuyệt đối của sin 2x. Sin 2x. Rồi cộng C. Đấy, rất là dễ thôi, đúng không? Ok. Rồi. Tiếp tục ta sang IN. IN thì về cơ bản nó cũng tương tự thôi. Cốt 2x chia cho sin bình x nhân với cốt bình x dx. Ok. Chúng ta nhớ này, ở cái video trước thì thầy cũng đã nói cái công thức là sin bình x với cos bình x, chúng ta chú ý cho thầy này là chúng ta sin x thì bằng gì? Sin 2x thì bằng 2 sin x cos x. Vậy thì sin bình 2x bình phương lên đúng không? Bình phương hai vế thì bằng 4 sin bình x cos bình x. Vậy ta sin bình x cos bình x thì bằng 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4, vậy thì là 1 phần 4 của sin bình 2x, 1 phần 4 đây thì 4 này bán lên trên tử này sẽ bằng gì? À sẽ bằng 4, hay nói khác là nhân cả từ cả mẫu với 4 đúng không? Nhân cả từ mẫu 4 thì 4 sin bình x cos bình x thì bằng sin bình 2x, còn trên tử có 4 đúng không? 4 này cos 2x dx chia cho, thằng này chính là gì? Sin bình của 2x. Rồi, ok. Thế thì đây áp dụng công thức phía trên này đúng không? Ở trên này, đây này, công thức đây. Thì chúng ta sẽ có là
À, thằng này sẽ chia 2 đúng không? Chia 2 thì còn 2 thôi, thì bằng 2 D của sin 2x chia cho sin bình 2x. Ở DU trên U bình, DU trên U bình thì ở đây ấy, thì thầy hôm trước thầy có nói là những cái nguyên hàm hay gặp đó là DX chia cho x bình thì bằng trừ 1 trên x cộng C. Thế còn ấy, còn DU, DU chia cho U bình này này thì cũng chính là bằng trừ 1 trên U cộng C. Vậy thì thực ra cái này nó chúng ta chính là áp dụng giống như cái ý y này thôi. Tức là chúng ta đưa x lên trên thì là mà x mũ 2 lên trên thì x mũ trừ 2. Còn U bình ở dưới thì đưa lên trên là U mũ trừ 2. Thì chúng ta làm áp dụng như này thì ta cũng ra luôn là công thức đây. Tuy nhiên thì chúng ta dùng nhiều ấy, những công thức nào dùng nhiều ấy, thì chúng ta hay phải nhớ thuộc ngay. Và chúng ta áp dụng luôn là bằng gì? Trừ 2 chia cho U đấy, này 1 trừ 1 trên U mà, đây có 2 là trừ 2 trên U. Tức là trừ 2 trên sin gì? Sin 2x cộng C đó. À, thì cái đấy chúng ta cần lưu ý được chưa nhỉ? À, đây EN của chúng ta. Đây cuối cùng. IM IM x bình cộng với 2x tất cả mũ 10 nhân với x cộng 1 dx. À, cái bài này nó đưa vào cái phần vi phân thì nó hơi khó nhìn một chút. Bài này là bài đổi biến số thì nó sẽ hay hơn. Thế thì thực chất nếu bạn nào vi phân nhìn thấy ngay thì chúng ta thấy cái thằng này này đạo hàm cái thằng này đạo hàm là cái thằng x bình cộng 2x thì bằng 2x cộng 2, x cộng 2 thì nhóm 2 ra ngoài, nó còn x cộng 1 ở đằng sau này. À, tuy nhiên thì có thể cái này nó hơi khó so với việc mà vi phân ngược, bởi vì có nhìn nó hơi khó khăn một chút. Do đó ở đây nếu đúng ra thì cái này chúng ta cứ sử dụng phương pháp đổi biến số, thì thầy cứ nói luôn là phương pháp đổi biến số là ở đây này. À, thầy sẽ có hẳn một cái video liên quan phương pháp đổi biến số, và nó không phải là cái những cái dạng mà ta nhìn thấy ngay được, là có dạng chúng ta thấy rằng là ta biến đổi rút ra rất là nhiều thứ chúng ta mới quay được phải một cái biến đổi được biến. À, thì chúng ta lưu ý thầy sẽ có một cái video. Tuy nhiên bài này thì nếu như bạn nào nhìn nhanh thì dùng cái phương pháp vi phân cũng được, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đổi biến số thì nó cũng ok thôi. À, thì cái phương pháp đổi biến số này thầy sẽ đặt luôn này, đặt này. Đây mình đặt y đề bằng nhá, tí chúng ta trình bày cho dễ này. À, đặt t đề bằng thì x bình cộng với 2x đấy, t u đều được đúng không, đổi biến số thì người ta hay đặt là t. À, thì bây giờ chúng ta vi phân hai vế, đây không cần phải mở ngoặc đâu đúng không nhỉ, chỗ này mở ngoặc thì nó hơi hơi phí phí cái ngoặc đi rồi đấy. Thế thì lúc này ta vi phân hai vế, vi phân hai vế chúng ta chú ý này, vi phân hai vế thì chúng ta đạo hàm cái thằng này theo biến, chúng ta giống như là sau này chúng ta có thể có những trường hợp là t bình bằng x bình cộng với 2x, ví dụ thế. Thì tí thầy nói vi phân hai vế này thì ta đạo hàm với bên này theo t nhân với d của biến đó, ví dụ đạo hàm này theo t thì có phải là 2t không, dt thấy chưa, thì bằng đạo hàm bên này hai vế theo biến x và nhân dx, tức là đạo hàm bằng gì, 2x cộng 2 nhân với dx. Rồi ta sẽ rút ra cái gì, rút đúng không đấy. Thì đây này, đây là vi phân hai vế, tức là ta đạo hàm t phẩy thì giống như là x phẩy thôi, x phẩy thì bằng 1 nên t phẩy theo t thì cũng là bằng 1. Vậy 1 nhân d biến đó tức là dt thì bằng gì, đạo hàm thằng này chính là gì, 2x cộng 2 nhân với d biến đó, như là nhân dx đấy chưa, và ta nhóm 2 ra ngoài cho một x cộng 1 dx. Thế ta nhìn vào đây ta có gì, x cộng 1 dx thì ta rút thằng này ra thôi, từ đây rút ra x cộng 1 dx thì bằng 1 phần 2 dt. Rồi có tất cả theo t rồi thì ta suy ra y y bằng nguyên hàm đây, thằng này là t đúng không, vậy ta có t mũ 10 a à, một mà thằng này
x cộng 1 dx thì bằng 1 phần 2, đây nhân với 1 phần 2 dt, đây x cộng 1 dx thì bằng 1 phần 2 dt, hay đưa ra bên ngoài, thằng này sẽ bằng này, bằng 1 phần 2 đấy, t mũ 10 t. Thế đây giống như là u mũ 10 du thôi đấy. Nó giống như vậy thôi, hoặc là x mũ 10 dx thôi, hoàn toàn giống thôi, chẳng qua là thay cái chữ thôi. Thì bằng 1 phần 2 này T mũ 11 chia cho 11 này đấy, cộng với C nâng lên một bậc chia nó, và bằng 1 phần 22 nhân với T mũ 11 cộng C. Vậy trả lại tên cho nó, trả lại tên cho nó thì bằng 1 phần 22 nhân với x bình cộng với 2x mũ 11 cộng C. Đấy. Thì đấy là ok, chúng ta sẽ làm được cái 12 ý, và cái ý cuối cùng ấy thì chúng ta sử dụng vi phân thì hơi khó một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ phương pháp là đổi biến số. Đổi biến số thực chất tất cả các ý trước đều sử dụng phương pháp đổi biến số đều được. Tuy nhiên thì nó đơn giản quá mà ta đổi biến số thì nó hơi phí cái phương pháp đó thôi. Chúng ta sử dụng vi phân luôn nó rất là dễ. Hoặc ý n này, hoặc ý k cũng thế thôi, ta đổi biến số cũng được, chả sao cả. Nếu bạn nào quen đổi biến số thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đổi biến số thôi. Ok chưa? Đó. Thì video của thầy hôm nay thì giới thiệu chúng ta các câu như vậy, với một cái phương pháp sử dụng vi phân. Cái phương pháp này có thể là nó chính là cái phương pháp làm nhanh của đổi biến số thôi, cũng không có gì ghê gớm cả. Còn nếu bạn nào mà quen đổi biến số thì chúng ta có thể đổi cũng không sao, làm chúng ta làm cũng được. Tuy nhiên thì thầy có riêng một cái video về phương pháp đổi biến số cho các trường hợp mà chúng ta không thể nhìn nhanh được, không thể đặt nhanh được, tức không thể đưa về dạng vi phân được. Dạng vi phân được thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng phương pháp đổi biến số truyền thống, tức là thuần túy đấy. Đấy, chúng ta làm như vậy. Ok, video của thầy đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các em.